Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì em lại gửi đến cho quý vị xem một mảnh vườn cà phê sen sầu riêng. Mảnh vườn của mình thì nó có địa chỉ tọa lạc tại xã Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông mọi người nhé. Từ mảnh vườn này mà chúng ta di chuyển ra tới trung tâm Mọi Tiện Ích xã Bút So là mất khoảng 2,5 km nhé mọi người nhé. Đó, còn đường bê tông nằm bên kia rồi, nằm đi sát cái rẫy mình luôn. Đó, mảnh vườn của mình thì có tổng diện tích là 1,5 hecta nha mọi người nhé. Trên vườn thì bác chủ đã trồng được 1.200 cây cà phê giống mới, cà phê đang cho thu chính hết rồi nhé, và 240 cây sầu riêng. Sầu riêng này thì sang năm là vào thu chính. 240 cây sầu riêng rất là đẹp nhé. Đó, sang năm là bước vào thu hết rồi. Mảnh vườn có sổ sách là đầy đủ, gần trung tâm. Đó, sầu riêng, cà phê thì năm nay dự tính là khoảng 4 tấn cà phê nhân. Còn sầu riêng này thì sang năm nhé, sang năm thì 240 cây sầu riêng này là vào thu chính hết rồi mọi người nhé. Mảnh vườn có thế đất là triền lại, triền thoải như thế này. Đó, sầu riêng của mình như này, bao đẹp nhá. 240 cây sầu riêng nha quý anh chị nhá. Sầu riêng này là sang năm thu chính. Đó, mảnh vườn này thì gia chủ đang sang nhượng với mức giá thì cực kỳ là rẻ luôn. 1,5 hecta. Đó, full cà phê và 240 cây sầu riêng như thế này. Gia chủ đang sang nhượng cho mảnh vườn này chỉ có 1.850.000.000 nha mọi người nhá. Giá rất là mềm luôn. Đó, sang năm là quý anh chị có một dàn sầu riêng thu này, cà phê thì cà phê tơ hoàn toàn. Cà phê giống mới hoàn toàn mọi người nhá. Sầu riêng thì năm nay là gia chủ thu xong rồi. Năm sau là mình làm bông làm vào thu chính hết rồi. Sầu riêng này là 4 năm tuổi nhé. Đó, một dàn sầu riêng khá là đẹp luôn. Đây, sầu riêng này gia chủ đã bón phân đầy đủ hết rồi, phân nở đây, phân gà nở nhá. Đó, một cây mấy ký này. Quý anh chị mua mảnh vườn này thì về cắt cành tạo tán cho sầu riêng lại. Cà phê này là chuẩn bị thu rồi nhá. Đó, 240 gốc sầu riêng như thế này đang cho thu. Năm nay thì hái trái xong rồi, sang năm là cây để cả tạ trái được rồi nhá. Nhưng mà để cả tạ trái thì cũng rất là nhiều sầu riêng. Đó, cà phê đấy, cà phê thì năm nay rơi khoảng 4 tấn cà phê nhá, cà phê nhân. Đây, đàn sầu riêng này, cành rất là đều luôn. Đó, quý anh chị đam mê về sầu riêng thì vào mảnh vườn này là bao mê luôn. Có một nguồn thu khá là ổn định. Cà phê đó, full sầu như thế này, đẹp ngất ngây mọi người nhé. Đó, cà phê tơ của mình đây này, cà phê giống mới đây nhé mọi người nhé. Trái rất là sai, trái đóng cùm rất là dày luôn. Đó, giờ này sang năm ăn còn mạnh nữa. Thì năm nay đổ đi bắt đầu là cho thu mạnh rồi nhá. Đó, cà phê này, trái ngất ngây luôn này. Đó, đó, sầu riêng của chúng ta đây, 240 cây sầu riêng nha quý anh chị nhá. 240 cây sầu riêng và sen phun kín cà phê như thế này. Đó, 1,5 hecta mà giá chỉ có 1.850.000.000 thôi. Đây, cà phê này, năm nay là mình vào thu là có một dàn cà phê như thế này. Cà phê trái rất là to nhá mọi người nhá. Trái giống mới, trái rất là to. Đó, sai chịu luôn này. Đó, sai chịu canh luôn. Sầu riêng đấy, sầu riêng cà phê là phun kín, nguồn thu là rất là cao. Nếu quý anh chị biết làm bông sầu riêng vào mảnh vườn này, sang năm là cho một nguồn thu rất là mạnh từ sầu riêng và cà phê tơ hoàn toàn. Nó hàng lối là thẳng tắp như thế này, đẹp ngất ngây mọi người nhé. 240 gốc sầu riêng. Đó, thế đất của mình đây, em đang đứng ở giữa này, nhìn lên là nó truyền như thế này thôi. Đó, sầu riêng này, đó, sầu riêng cà phê chín hết rồi, giá cực rẻ nhá. Thì mọi người đang xem video này, nếu mà thấy mảnh vườn này ưng ý với tài chính của mình thì nhanh tay gọi điện ngay cho em theo số điện thoại trên màn hình nhé. Cần thông tin thì các bạn Zalo em sẽ gửi thông tin đầy đủ cho mình. Đó, qua Zalo số điện thoại em đã ghim sẵn trên màn hình nhé. Có Zalo luôn. Đấy.
Đây. Quá đẹp luôn mọi người nhé. Cà phê này. Đó. Cà phê là trái không, ngất ngay luôn này. Cà phê này làm cành thoáng là để những cái cành dàn như thế này không này. Đó là đảm bảo là bao đẹp luôn. Đó, cà phê là thu chính hết rồi nhá. Đường xá đi lại thì rất là thuận tiện, ô tô vào tận nơi mọi người nhá. Sầu riêng, đó, cà phê, thế đất truyền lại. Giá thì cực kỳ là rẻ luôn. Mọi người đang xem cho một like, đăng ký kênh ủng hộ em để xem video sau. Yêu mến mảnh vườn này thì alo cho em nhé. Đó. Rất là gần nhờ cái dân cư, gần trung tâm. Đường bê tông thì vào tận nơi rồi. Đi ra trung tâm trường chợ mọi tiện ích là mất khoảng 2,5 km thôi. Đó. Thì đất triền lại nhẹ như thế này. Cà phê này. Nhìn từ trên xuống, à nhìn từ dưới lên này. Đó, đất triền như thế này thôi. Đây, cà phê của mình này. Dàn trái luôn. Trái rất là sai. Năm nay dự tính là khoảng 4 tấn cà phê nhân. Đây, còn sầu riêng của mình đây mọi người nhé. Sầu riêng này. Đó, đây là phân nở này. Nhà chủ bón là cây mấy ký luôn. Đó, cành đều như thế này. Tán đều. Sang năm là để cả tạ một cây thôi, khá là ok luôn. Ôi, trái này. Cả giống rất là chuẩn. Trái đàn chưa? Đó, trái ngất ngây luôn này. Đó, một vườn cà phê sen sầu riêng 240 cây, cực đẹp. Giá rẻ. Cà phê thì sai trái, sầu riêng thì sang năm mình thu nhé. 240 gốc sầu riêng như thế này. Quả là một mảnh vườn giá rẻ để cho quý anh chị mua làm ăn kinh tế. Đầu tư cũng khá là ok luôn. Đó, cà phê. Nhà chủ đã bón phân hết rồi nhá. Đó, đang vừa mới bón phân xong này. Bón phân đợt cuối nhá. Đó. Hơn tháng nữa là bắt đầu mình vào thu khoảng 4 tấn cà phê nhân. Và sầu riêng này thì chăm sóc sang năm là bắt đầu mình cho thu chính hết rồi. Đó, cây rất là đẹp, 4 năm tuổi đấy nhá. Đó, đi ra bê tông là khoảng 100 mét nhá. Đó, ra ngoài này. Phía dưới này thì có một ít cà tơ nữa. Đất của mình đây, dưới này là suối nhá, tưới suối nhá, không chưa cần múc ao. Tưới suối. Đó, suối nước chảy quanh năm, đó suối đó. Chảy quanh năm. Múc ao riêng cũng được. Cà phê tơ đây. Đó. À, tới đây thì em cũng xin dừng video tại đây. Mọi người quan tâm muốn mua mảnh vườn này thì nhanh tay alo cho em theo số điện thoại trên màn hình nhé. Một mảnh vườn giá rẻ. Cà phê này thì sang năm là vào thu chính hết rồi này. Đó. Là full nguồn thu rồi nhá. Cà phê đông đặc hết. Tưới suối, ống máy là chôn hết rồi.